Đối với cư dân Kinchibori, một ngôi làng ở vùng núi Bạt Ngàn thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, tuyến cáp treo do tư nhân vận hành này là một dây phao cứu sinh của ngôi làng. Ở làng tôi không có một cửa hàng nào cả, kể cả mua thuốc lá cũng phải băng qua bên này. Chuyến đi dài 400 mét xuyên núi trong cabin hàn bằng sắt, treo cách mặt đất gần 250 mét này, chỉ mất chưa đầy một phút. Được trang bị động cơ xe tải Toyota, chi phí đi một chiều chưa đến 7 xu. Chúng tôi đi đến trường bằng cáp treo này, khi nó không chạy, chúng tôi phải nghỉ học. Đó là bởi vì khi cáp treo không hoạt động, quãng đường 400 mét giữa hai ngọn núi sẽ trở thành một chuyến đi bộ dài 2 cây số. Trên con đường mòn hiểm trở, có thể mất vài giờ. Thường thiếu đường và cầu, nhiều cộng đồng miền núi trên khắp Khyber Pakhtunkhwa phải dựa vào cáp treo và thậm chí cả những cái thùng bằng gỗ gắn vào dây thừng và dòng dọc để vận chuyển. Sự an toàn của chúng thường bị đặt câu hỏi và việc kiểm tra chính thức rất hiếm khi xảy ra. Người kỹ sư dựng cáp treo sẽ đến đây mỗi tháng một lần. Chúng tôi gọi cho anh ấy và anh ấy tự đi kiểm tra và chỉ thế thôi. Chính quyền Khyber Pakhtunkhwa đã ban hành lệnh cấm tất cả các cáp treo để kiểm tra an toàn sau khi 8 người ở thị trấn Alai bị treo lơ lửng trên không trong nhiều giờ do đứt cáp treo. Nhưng do việc kiểm tra diễn ra chậm trễ, nên người dân địa phương đã cầu xin chính quyền mở lại cáp treo. Khi ai đó bị ốm và cáp treo không hoạt động, chỉ có trời mới biết tình hình trở nên khó khăn như thế nào đối với chúng tôi. Cáp treo ở Kinchibori đã được mở lại để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, sau khi các nhà quản lý chỉ đánh giá nó một cách trực quan. Một quan chức chính phủ nói với VOA rằng không có kỹ sư cơ khí nào có mặt để kiểm tra chi tiết gần chục cáp treo trong khu vực này. Giữa lúc, một số cáp treo bị tạm dừng trong khi một số khác tiếp tục hoạt động, dân làng ở Kinchibori nói rằng sự an toàn là quan trọng đối với họ, nhưng do không có đường và cầu, chuyến đi đầy rủi ro và không được kiểm soát này là lối thoát duy nhất.